Chị bảo em cho cái tay của em hay là cốc bia này cho nó ướt ướt ở này xong em dí vào mũi lưu ý xem là em trùng phát để chị ra chị quay không. Lau cam đi, lau cam đi, lau cam chị cầm cái lau đi, cầm cái gì, cầm cái lau đi, lau cam đi, cái này đúng không? Đây này, em để đúng nhà này em này, đây này, đây mồm gì đây em. Không phải đấm được cái mồm lỗ hồi em. Ủa mình đi làm lâu lắm vậy đi chứ. Mặt ông Nam nói ơ anh dai vào mặt tỉnh bơ. Mặt của ông anh suy thật đúng không? Ôi 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 lại lau mồm. Anh bảo hôm nào mà ra đường công viên ấy mà thấy thằng học sinh sinh viên nào mà nó ngủ ấy, hay ông siêu nào mà nó ngủ ấy, buổi chiều gì ông nào, ông siêu nào mà đang nhảy nhở, ôi ngáo luôn ấy. Trêu những người như thế là không phải đâu, tại vì anh Trung này là anh sợ thật. Nhưng ta quạt thật đấy. Tại vì anh Trung này đúng rồi, phải có phản xạ nhanh. Tình trạng người đúng này. Đúng rồi, nhiều khi cái phản xạ người ta biết thấy thế thôi. Mình đang ngủ với một người không quen biết ra nó như thế, ra tổ hồn chả đấm phát mồm. Rồi ấy trong một vài em có sợ anh ấy tự nhiên mất tỉnh phát đánh quần. Cái hôm ở đấy này, hồi này hôm đấy nhá là chơi ông chơi điện tử muộn rồi, xong hôm đấy không đánh đeo ngủ. Mày đấm lại lòng một phát rồi. Tí ấy không đấm anh thật mà. Vì sao anh bảo là xem clip đi anh mà cậu sợ quá.